Hello, chào các bạn. Đến video tiếp theo ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là cân bằng ha. Chúng ta sẽ cân bằng phương trình mà hay gặp nhất ở trong lớp 8 nha. Rồi ok. Giờ thầy chỉ nha, những thầy đang chỉ cho những bạn lớp 8 hoặc là chương trình sách mới thì nghĩ là lớp 7 nó cũng có rồi đó. Vậy là thầy sẽ chỉ cân bằng phương trình hay gặp. Ok nha, rồi bây giờ thầy chỉ ở đây nè, các bạn dòm zn nè, zn đủ rồi đúng không? Ở đây có hai ô, ở đây mới có một, ta thêm hai cho thầy. Thêm như vậy thì zn tăng thêm hai, chỗ này ta thêm hai cho thầy. Rồi ok ha. Câu b cũng vậy, mg cộng oxy thì chúng ta nhớ là oxy là hai nè, ở đây mới có một, thêm hai tiếp, rồi hai mg. Rồi ok, tiếp theo chúng ta Fe nè, ở đây Fe 3 nè, thì chỗ này ta phải thêm 3. Rồi ở đây có 4 oxy, ở đây có 2, chúng ta thêm 2. Ok vậy nè, rồi tiếp ở đây nghĩ CO, với CO đủ rồi, ở đây có 2 oxy, mà đây có 1, ta thêm 2, 2 CO, 2 CO đủ. Ok nha. Tiếp, câu E. Câu E thì thầy chỉ nè, câu E thì các bạn phải nhớ câu E với câu G là anh em, còn câu A, câu B và câu D là anh em. Ok nha, anh em có nghĩa là mình sẽ làm tương tự đấy. Bây giờ thầy làm câu E là câu G các bạn tự làm. Rồi đầu tiên mình coi NA nè, NA mình cũng thêm số 2 tương tự cho thầy cũng được, không sao hết. Rồi ở đây có 2 oxy nữa, ở đây mới có 1. Vậy chúng ta không biết gì con số 1 này thêm 2. 2 x 2 là 4, như vậy chỗ này số 2 ta phải bôi đi và ta phải thay lại thành 4. Kịp ha, câu G cũng làm tương tự luôn. Vậy ta thêm 2 đây trước, là 4. Ok nha, như vậy là xong câu 3. Kịp không ha, hay là để thầy giảng lại cái chỗ mà những câu nào anh em thì thầy sẽ giảng cái thằng đại diện nha. Như vậy là câu này sẽ đại diện cho cái câu A, câu B và câu D. Giờ thì chỉ. Đầu tiên mình phải tính zn, zn đủ rồi. Oxy ở đây là 2, ở đây mới có 1. Không biết gì là 1 hay gì, ta phải thêm 2 đây. 2 zn thì tăng thêm, chúng ta thêm 2 đây. Rồi ok, còn cái câu Fe cộng với oxy thì chúng ta ra là Fe 3, 4 đúng không? Rồi ta đếm ở đây Fe 3 là chỗ này mới có 1, ta thêm 3. Ở đây 4 ô, ở đây mới có 2, thêm 2. Rồi, ok ha. Còn cái câu dưới đây là câu K đi. Câu K cộng oxy cộng K2O. Thì mình cứ tính thằng đầu tiên đi, thằng này 2, 2. Rồi mình đếm oxy, ở đây có 1, ở đây có 2, thì ta phải thêm 2 đi. Thêm như vậy 2 với 2 thành 4, như cho ta buộc ta thay cái thằng này thành số 4. Vậy thôi nha, không có gì khó khăn ha. Rồi xong cái câu 3. Tiếp tới câu 4. Câu 4 thì thầy cũng chỉ luôn ha, anh em. Thầy sợ là thầy đã nói rồi, nói anh em là câu A, câu B và câu D, câu E là anh em, còn câu G là câu độc lập. Giờ thầy chỉ ha, mấy câu anh em thầy làm một lần thôi nha. MG cộng HCl ra MG CL2 cộng H2. Thì nhớ thầy là MG nè, MG đủ. CL đây 2 nè, ở đây mới có 1, thêm 2, rồi 2H, 2H đủ. Rồi ok nha các bạn. Như vậy là qua câu A, câu B, câu C chúng ta thêm số 2 là đủ ha. Thì giảng lại một lần nữa, ví dụ như ZN cộng HCl nha, là ZN CL2 cộng H2. Chúng ta đếm nè, ZN, ZN đủ nè, CL đây 2 nè, ở đây mới có 1, thêm 2, 2H, 2H đủ. Đó. Rồi giờ thì qua câu D với câu E ha, làm tương tự nè. Câu D với em nè, NA, NA đủ, CL, CL đủ. Bây giờ H nè, H ở đây H2, ở đây với 1 thì chúng ta thêm đây 1 phần 2 cho thầy. Đó, đây là cách 1. Còn cách 2, cách 2 là thầy chỉ luôn nha. Cách 2 nha, cách 2 nha. Cách 2 là chúng ta làm như thế này, là chúng ta để NA cộng HCl ra NaCl
cộng H2 thì chúng ta quy đồng số 2 lên hết. Chúng ta quy đồng số 2 lên, 2, 2 lên cho nó đủ. Và 2 nè, 2 nè, 2 nè. Ok nha. N2H nè, 2H đủ, 2 cờ lo, 2 cờ lo đủ, 2N2, 2N2 đủ. Đây là cách 2 các bạn ơi. Ok ha, rồi câu E vậy chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta điền lên một phần phần 2. Rồi tiếp câu 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 G ha, câu G thì chỉ luôn. Câu G nè. AL cộng HCL đúng không? Chúng ta ra ALCL3 cộng H2. Bây giờ thì chỉ. Chúng ta sẽ thấy là ở đây có số 3 và số 2. Thì chúng ta sẽ quy về con số 6 ha. Ok ha, quy về con số 6 thì 6 chia 3 cho mình thêm 2. 6 chia 2 được 3. Thì chúng ta sẽ ra 2, 6. Đây là cách đầu tiên. Ok nha, đây là cách đầu tiên. Còn cách khác là mình làm như thế này nè. AL, AL đủ đúng không? CL thêm 3, này thêm 3. Ở đây có 3H, ở đây có 2H thì chúng ta thêm đây là 3 phần 2 này. Ok nha. Thêm 3 phần 2 như thế này. Kịp không nè? Đây là có nhiều cách chúng ta cân bằng, chúng ta quy về số số nguyên nè, hoặc chúng ta để phân số đều được hết. Rồi ok nhé. Rồi chúng ta sẽ qua bài 5. Rồi bài 5 thì chỉ luôn. Chúng ta đếm nè, FE ở đây có 2. Ở đây có 1 thêm 2 thầy. 2 nhân 3 là 6, 6H. Ở đây vẫn có 2 thêm 3. Ok nhé. Câu A, câu B, câu D là anh em. Rồi ở đây có 2 AL cho này thêm 2. 2 x 3 là 6H. Chúng ta thêm 3 đây. Chrome đây 2, ở đây mới có 1 thêm 2. 2 x 3 là 6H, cho này thêm 3. Còn C là đủ nha các bạn, ở đây có 3 ô nè. Cộng với 3 ô nữa là 6 đủ. Rồi ok nha. Rồi câu D là chỉ. Ở đây AL 2, ở đây có 1 thêm 2. Ở đây có mấy nhóm S4, 3 nha các bạn. Người ta viết như vậy nè. Thì trong đây chúng ta sẽ có 2AL và 3 nhóm SO4 nha. Như vậy là chúng ta có 3 nhóm S4 rồi thêm 3. 3 x 2 là 6 rồi thêm 3 thầy. Đó. Rồi cô E. Cô E cũng vậy. OH ở đây 3 nè. Ở đây mới có 1 nè. Thêm thêm 3. 3NA ở đây mới có 1 thêm 3. Và 3CL. 3CL đủ ha. Ok nha nè. Rồi câu G là ZN là ZN đủ. CL2 ở đây mới có 1 thêm 2. 2H, 2H đủ. 1 ô bên đây với 1 ô bên đây đủ. Rồi ok nha các bạn. Đó. Các bạn nào không kịp thì các bạn cứ coi đi coi lại ha. Rồi câu 6. Câu 6 tiếp luôn. Rồi chỉ. NA đây 2 nè. Bên đây mới 1 thêm 2. 2CL, 2CL đủ xong ha. Mấy bạn nhìn rất là dễ. Chúng ta chỉ thêm một con số thôi. Thêm có một con số thôi. Rồi ở đây cũng vậy. AL, AG, G đủ, CL đủ rồi. BA nè. Thằng này nè, 2 nè. 2 nổ 3 cho mình thêm 2. 2 bạc con này thêm 2. 2CL, 2CL đủ. Rồi câu C này là có làm trên kia hồi nãy rồi. Rồi chúng ta có hai cách. Một là AL cộng HCL ra ALCL 3 số 3 rồi cộng H2. Ở đây 3CL này, chúng này thêm 3. 3H là 2H là 3 phần 2. Ok nha, hoặc là các bạn thêm là 2, 6, 2, 3. Rồi CA, CA đủ. CL2 cho này 1 thêm 2.
2H đủ. Một ô bên đây với hai ô bên đây là ba ô nha các bạn. Đủ rồi ha. Xe nè. Xe với xe đủ. Ok nha các bạn. Rồi tiếp câu 7. Câu 7 thì có mấy câu làm lại đây nè. Câu A nãy mình làm nè. Ở đây có hai ô, ở đây mới có một thêm hai. Rồi 2NA là 4 cho thầy thêm 4 cho thầy. Ok ha. Rồi câu B ở AL đây 2 nè. Bên đây mới có 1 thêm 2. AL đây 2 nè nha. AL bên đây không có gì là 1 thêm 2. 2 x 3 là 6 cho mình thêm 6. 6H ở đây mới 2 thêm 3. Rồi ok nha. Rồi AL nè. AL đây 2 nè. Bên đây có 1 thêm 2. S4 3 lần nè. Ở đây mới có một lần vậy cho lại thêm 3. 3 x 2 là 6. Ok. Rồi tiếp câu D cũng vậy. Câu D ta giờ viết câu que nè, OH12 nè. Ở đây là mới có một nhóm mà này thêm 2. 2NA đủ xong. Ok nha các bạn, mấy cái chất này thực chất mình tưởng nó khó ai về, thêm một hai số là xong rồi. Ở đây cũng vậy. OH này mới 3 nè. Ở đây mới có 1 thêm 3. 3K ở đây mới có 1 thêm 3. Rồi 3CL chỗ này CL đủ. Rồi kịp ha. Rồi giờ cái này nè. Ta phải cân bằng FE trước, FE đây 2 nè. Ở đây mới 1 thêm 2. 2 x 3 là 6 OH. Chỗ này thêm 6. 6K nè. Ở đây mới có 2 ta thêm 3. Rồi xong nha. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong các cách phương trình, cách cân bằng phương trình hóa học mà hay gặp nhất ở trong khóa 8 nhé. Ok nha, chúng ta cứ coi đi coi lại là chúng ta sẽ biết làm thôi à. Các bạn phải viết cái bên này ra vở rồi xong các bạn ngồi tự làm. Mình chỉ đếm qua đếm lại thôi nha các bạn, không có gì khó khăn đâu. Thầy tin là các bạn sẽ làm được. Phải viết lại cái đề này cho thầy. Thầy viết cái đề này lại vô hoàn toàn ha, viết lại hoàn toàn. Thầy sẽ gửi cái file này ở phía dưới video. Các bạn coi viết lại cái đề rồi các bạn làm. À xong chưa nè. Rồi video của thầy đến đây kết thúc nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.